Tay vợt người Anh Johanna Konta đã có được danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp sau chiến thắng trước tay vợt đàn chị đó là Venus Williams ở chung kết giải quần vợt Man of the West Classic diễn ra ở Stanford, California. Hạt giống số 3 của giải đã giành chiến thắng 2-1 sau 3 set với tỷ số là 7-5, 5-7 và 6-2, trong đó có 12 cú ăn điểm trực tiếp. Đối với Venus Williams thì đây cũng là một thất bại đáng tiếc bởi cũng đã khá lâu tay vợt này không giành lấy một danh hiệu thi đấu nào thành công như là Serena, người chị em của cô. Cura người Anh Chris Froome đã chính thức đăng quang ở giải Tour de France sau khi giải kết thúc vào ngày Chủ nhật qua. Đây là chức vô địch thứ 3 của anh sau hai lần đăng quang ở năm 2013 và 2015. Ở giải năm nay, Chris Froome đã gặp khá nhiều khó khăn sau những lần va chạm tai nạn, nhưng các đối thủ đã không thể tận dụng lợi thế này để vượt qua anh. Trước đây thì Cura người Mỹ Lance Armstrong là nhà vô địch nắm giữ nhiều danh hiệu nhất ở Tour de France. Tuy nhiên sau khi bị phát hiện sử dụng doping trong thi đấu, tay đua này đã bị tước hết các chức vô địch anh có ở giải, đồng thời khiến cho Chris Froome có mặt trong danh sách những tay đua có nhiều thành tích tốt nhất ở giải này. Tay đua ba lần vô địch công thức 1, Lewis Hamilton tiếp tục có màn trình diễn tốt ở vòng đua diễn ra tại Hungary cuối tuần qua. Với vị trí về nhất ở vòng này, anh lần đầu tiên leo lên đầu bảng tổng sắp, vượt qua Nico Rosberg, đồng đội của anh ở đội đua Mercedes. Nico Rosberg cũng chính là tay đua về nhì ở chặng. Trong khi đó, tay đua về nhất ở chặng Hungary năm ngoái là Sebastian Vettel của đội Ferrari thì về thứ tư. Đồng đội của Vettel, Kimi Raikkonen về đích ở vị trí thứ 14. Tiền đạo của Napoli là Gonzalo Higuain cho biết anh cảm thấy áp lực đến từ các cổ động viên của câu lạc bộ nếu như anh bỏ đội bóng để khoác áo cho câu lạc bộ kình địch Juventus ở mùa giải sắp khai mạc. Truyền thông Italia cho rằng Juventus đã nâng mức phí chuyển nhượng lên con số là 94 triệu euro dành cho cầu thủ này, nhưng câu lạc bộ vùng Naples vẫn chưa hài lòng. Nếu thương vụ này thành công thì Higuain sẽ là bản hợp đồng đắt giá xếp thứ 3 thế giới, qua đó gần hoặc tương đương với số tiền mà Real Madrid đã bỏ ra để chiêu mộ Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale trước đây. Một thương vụ lớn khác trên thị trường chuyển nhượng đó là Paul Pogba và Manchester United hiện cũng đang gặp bế tắc.